khoản thế em mừng cho cháu một chút mà không, chỉ có số tài khoản đâu. Thôi em điện thế là chị cảm ơn rồi. Em cứ khủng hoảng nó điện cho Hiển. Thế là tắt máy rồi, không có chuyện với em nữa, em tính Hiển lên máy. Đêm mà không phải lo phải ngại, đêm nhà toàn xe máy đi để con đi đấy, niếm cái nó cắn rồi niếm ngủ mất chủ nhà, tí nữa là 9 giờ ngủ tận chiều mới dậy. Áp chỉ cao tháng này lên cao, có uống thuốc sáng uống thuốc rồi còn 150. Em đi có bận sáng. Ngồi mất ghế một phút rồi. Em uống thuốc đâu. Chị bảo 5 giờ chị uống thì đến 7 giờ mới có bận. Do nó ngồi mất ghế một phút rồi. Nước có hớp nước nó không sợ. Vút đầu nó cái. Em chả ngờ uống hồi nào của em khoảng nào mà nó cứ hai cái bên này nó cứ dựng 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 dựng. Sao cho nó cái. Sao đầu nó cái. Thì vẫn ngày hôm kia đều đều. Sao đầu ấy. Cứ sáng thì tối thì. Này nó không ấy nhỉ, 5 đứa thì mẹ chồng chạy luôn. Thì vừa rồi mấy tháng vừa rồi ổn định, tháng này nó lên thế đấy chứ. Em từ lâu giờ chưa tháng rồi, nó trong khi ở đến gần năm rồi. 3 là đổi lại 101. Nó bảo cô ơi, may con bé nó bảo cô ơi, cháu xem sổ cô là tháng này cô bị đột biến như vậy thôi, cháu cũng không cấp thuốc hơn. Nó cứ để coi như là theo dõi xem nó thế nào. Cứ uống nhiều thuốc cũng tốt cô ạ, bảo ừ. Nó giờ sổ nó cho tháng này sao cô đột biến như vậy. Biết. Em mỗi sáng em chỉ uống viên. Cô thấy nó trắng trắng đầu. Chỉ sáng viên, tối viên lại đều. Nó bảo ngày 2 viên mà. Em ngày 1 viên. Thấy đáp của em như thế phải không? Của chị có 20 gram mai chứ. Mà 2 năm, cái đợt nó trúng 2 năm thì là ngày 1 viên. Của em chỉ 20 thôi. Tiểu đường tháng vừa rồi có 5,25.